Trường Hải Ô Tô hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin kính chào quý vị, kính chào tất cả các bạn. Vâng, có một nghệ nhân trong những ngày vừa qua đã là chủ đề của rất nhiều những bài báo và những phóng sự truyền hình, bởi vì ông là một người thật là đặc biệt, đã dùng tất cả tâm huyết của mình để tạo ra những món quà tặng cho các vị nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam để tham dự APEC 2006. Và tất cả các bạn đều đã biết ông là ai không ạ? Chúng ta sẽ gặp ông chương trình Người đương thời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp gỡ với ông Đào Trọng Cường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty đá quý Thần Châu Ngọc Việt. Xin được hỏi là anh đã đỡ mệt với các cuộc phỏng vấn của báo đài trong những ngày vừa qua chưa ạ? Tuy rằng rất là mệt, thế nhưng mà không sống tôi mà cả công ty Thần Châu Ngọc Việt rất là vui. Bởi vậy có những cái mệt mà không phải là mệt. Mặc dù vừa rồi thì tôi sụt mất 6 cân. 6 cân? 6 cân. Vâng, sao nhiều thế ạ? 3 tháng. Vâng. Thực ra thì ban ngày thì tôi phải tiếp các phóng viên báo chí, kể cả trong và ngoài nước rất là nhiều. Rồi lại còn nhiều việc lắm. Thế thì buổi tối tôi mới về để cùng với các nghệ nhân của tôi để sửa lại những cái bức chân dung, để cho nó đạt cái tầm mức nghệ thuật của một bức chân dung thực sự của các lãnh tụ. Cái mà vất vả nhất trong 2-3 tháng qua ấy, gần đây ấy, là có 5 nước thay đổi các lãnh đạo. Bởi vậy chúng tôi lại phải làm thay đổi lại 5 vị đó. Thế cho nên là cũng tương đối vất vả. Và cái nỗi lo lớn nhất của anh khi bắt đầu công việc này là gì? Đó chính là không đạt được cái thần thái, thần sắc và cái vóc dáng của các vị nguyên thủ của từng quốc gia một, mà chúng tôi cũng cố gắng. Nhưng mà tôi thấy anh cũng không có gì phải lo lắm về cái chuyện người ta có nhận ra các vị này hay không, bởi vì sau lưng đầu mỗi vị thì anh đều là làm cái cờ rồi, để có thể để đề phòng là có thể ai đó không nhận ra đây là không ai. Tôi nghĩ không được, bởi lẽ đây này là trong hội họa thì chân dung là khó nhất, kể cả trong nhiếp ảnh cũng vậy. Làm sao ấy có thể là chụp 1.000 một vài nghìn bức ảnh nhưng chưa chắc chúng ta đã có một bức ảnh ưng ý. Bởi vậy thì quả thật là một cái công việc khó nhất đó là cái thần thái của một bức chân dung. Xin được nhận xét nhỏ rằng là tôi thấy ông Putin thì nhận hơi méo, còn một số ông khác thì trông tôi thấy cũng có vẻ hơi giống vậy. Nếu tất cả các bạn nhìn thật kỹ thì thấy tất cả các vị nguyên thủ các nước ấy thì hầu hết đều cười rất là tươi. Vâng, đúng, cái này đấy. Thì tôi thừa nhận là họ đều cười rất tươi. Cái khó nhất là cái điểm đó đó. Cũng có rất nhiều những ý kiến nói là bức này giống, bức kia không giống. Thế nhưng thực chất ấy là cái việc đầu tiên là phải giống ảnh đúng như chụp hãng. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi phải làm thế nào ấy? Chúng tôi phải để cho cái bức chân dung đó nó có được một cái thần thái, thần sắc của một vị nguyên thủ. Cái vấn đề cơ bản ấy là làm sao mà chúng ta chọn được một cái bức mà chúng ta thích nhất. Thế nhưng có thể người khác ấy, người ta nhìn vào người ta lại thấy không thích. Vì vậy ấy, thì chúng tôi cũng không thể nào mà hoàn tất hết được. Trong cái vấn đề này thì vẫn là còn những cái vấn đề mà nó có thể nói là cũng chưa đạt. Thế nhưng mà với một tấm lòng và với một trái tim của một người dân Việt Nam mong muốn là làm bạn với tất cả mọi dân tộc trên thế giới, mà trong cái dịp mà đón một cái sự kiện trọng đại của đất nước chúng ta như thế này, thì tôi nghĩ rằng là tất cả các vị nguyên thủ cũng như dân tộc của các nước đó cũng sẽ rất hài lòng vì tấm lòng. Thật là may mắn là anh nghĩ ra chuyện này cũng đủ sớm để mà làm kịp các bức tranh kia. Cái ý tưởng này đã đến trong đầu anh trong một hoàn cảnh nào vậy? Cái nhân chuyến thăm Cuba của đoàn quốc hội Việt Nam thì các doanh nhân Việt Nam mới được tháp tùng đoàn quốc hội Việt Nam sang thăm Cuba, mà dẫn đầu là chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An. Thì tôi cũng làm một bức chân dung
của Fidel Castro để tặng Quốc hội, và Quốc hội tặng lại Chủ tịch Fidel Castro nhân sang thăm đất nước Cuba xinh đẹp, và cũng nhân dịp sinh nhật lần 80 của Chủ tịch Fidel Castro. Hôm đó tôi không bao giờ tôi quên được, có cả các lãnh đạo cao cấp nhất của Cuba cùng với các nhà lãnh đạo cao cấp của Quốc hội Việt Nam. Thì Chủ tịch Fidel Castro rất là xúc động, và tất cả các vị lãnh đạo xúc động vô cùng khi mà Chủ tịch Nguyễn Văn An giới thiệu là bức chân dung này được nghệ nhân bàn tay vàng của đất nước chúng tôi Đào Trọng Cường và được cần nạm bằng đá quý Việt Nam. Thì ngài Fidel ôm chầm lấy tôi và ngài rất xúc động nói rằng xin cảm ơn 80 triệu nhân dân Việt Nam. Thì xin thưa với chị Loan rằng là đấy là một cái thời khắc mà không bao giờ trong cuộc đời tôi quên được cả. Khi trở về đất nước, tôi được tin là ngài Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft sang thăm Việt Nam, và tôi cũng làm một bức của ngài Bill Gates và tặng ngài Bill Gates, nhà tỷ phú thế giới, trong cái ngày mà giao lưu với doanh nhân. Thì ngài Bill Gates ngạc nhiên lắm, xúc động lắm. Mà đấy, thế thì tôi nghĩ rằng đây là món quà tặng mà vô cùng đặc biệt. Bởi thế mà tôi nghĩ đến cái vấn đề mà cần nạo những cái bức chân dung của các nguyên thủ trong cái cuộc họp APEC lần này. Và anh nghĩ ra điều này vào đầu năm 2006 đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà lần này không phải là một bức chân dung của Fidel hoặc là một bức chân dung của Bill Gates. Dạ vâng. Mà là tới 20 bức. Vâng. Vâng, có nghĩa là anh cũng phải dự trù trước những cái công sức cũng như là chi phí sẽ phải bỏ ra. Năm 1995 mà tôi bắt đầu tôi nghiên cứu cái tranh đá quý này, thì bắt đầu từ đó tôi đã, công ty chúng tôi đã mua rất nhiều những cái đá quý. Tôi nhìn thấy một số cái calabash của các vị mà anh cẩn nạm và tôi thấy hơi tiếc tiếc. Giá mà các vị đeo calabash màu nó nhạt nhạt hoặc là màu nó đơn giản thôi thì anh đỡ bị mất một số đá nhiều màu và quý. Thực ra thì mình cũng muốn là tạo ra một cái màu sắc nó tương đối đẹp. Vâng, đấy là tự mình tạo lên thôi chị ạ. Ai mà cũng đeo calabash cái màu đỏ của anh thì anh sẽ tốn khối ruby đấy. Vâng. Anh đã làm những bức chân dung của các vị nguyên thủ này bằng những loại đá gì không? Anh có thể cho mọi người xem được không? Dạ được ạ. Và lúc này các quý vị sẽ cùng chúng tôi đề nghị ông Cường kể xem là ông đã dùng những loại đá gì để làm những bức tranh đó. Dạ vâng. Đây ví dụ đây là đá ruby. Vâng. Và khi khai thác lên thì nó như thế này rồi. Ruby này thì cho vào cái gì ạ? Phải có cái màu đá ruby này cùng với một số cái màu nhạt khác nữa để có thể làm ra mặt. Thế ạ? Vâng. Nhưng mà cái này phải giá mịn ra. À, để làm gì ạ? Đây này, phải giá mịn như thế này chẳng hạn này. Vâng. Đấy, để làm ra mặt chị. Da mặt thì tại sao lại cần phải đá ruby ạ? Bởi vì thế này, cái da mặt nó phải có hơi có màu hồng. Uh-huh. Chứ mình phải phủ cái màu hồng lên. Đây là đá emerald. Emerald là cái gì ạ? Nó là tên gọi của một loại đá quý. Vâng. Cũng như ruby thôi. Vâng. Chị nhá. Vâng. Thì cái màu xanh này mình có thể là làm cái loại màu xanh như của lá cây. Ở đây là đá sapphire. Vâng. Đó, ví dụ những cái áo màu tím, màu đen tím chẳng hạn thì ta làm cái này. Vâng, còn đá trắng này. Cái đá này là đá opal. Opal, có vẻ không quý lắm đúng không ạ? Đá opal là đá bán quý. Cái đá này, cái trong như thế này này. Mà. Thì là ấy, vẫn mài thành những cái chuỗi để cho bán trang sức. Cái đá này cũng là đá opal xanh. Trong tất cả cái này tôi đoán cái gì đắt giá nhất nhá? Vâng. Sapphire. Ruby. Cái đắt nhất. Xong rồi đến sapphire với đế emerald. Những cái bức chân dung mà chúng tôi kết của các nguyên thủ vừa rồi ấy, đa phần là bằng sapphire hết, bằng chất liệu sapphire này. Đó. Để cho vào áo com lê của họ đúng không ạ? Thành ra áo com lê. Vâng. Và thế thì áo của các vị giống hệt nhau à? Không, chúng tôi sẽ có được một cái màu sắc nó nhìn nó không giống nhau nhiều lắm. Đấy, nó cũng na ná thôi. Bởi vì pha trộn vào. À vâng, tôi pha trộn vào. Và tổng trị giá của toàn bộ những bức tranh đấy là bao nhiêu? Nếu bức tranh bình thường thì khác, nhưng đây là bức tranh mà chúng tôi phải nói tốn rất nhiều công sức. Ví dụ như là chúng tôi làm 19 vị. Vâng. Bây giờ chị cứ thể tưởng tượng là một bức, một vị nguyên thủ trung bình tôi phải có như vậy là khoảng từ 3 đến 50 bức ảnh. Và trong tất cả các chi phí để làm những bức chân dung này thì chi phí gì là lớn nhất? Cái chi phí về trí tuệ và cái chi phí về ý tưởng và cái tâm hồn của người Việt là lớn nhất, chứ không phải là đá quý. Đó. Vì đá quý này, nếu nó sẽ không quý khi mà chúng ta không có một ý tưởng như vậy, rồi chúng ta biến ý tưởng ấy thành những bức chân dung như vậy. Có đúng không ạ? Đá này dù sao cũng là đá quý đấy chị ạ. Cách đây 15 năm, thì chị có tưởng tượng rằng ấy, một cân đá đang làm tranh này nó chỉ vài đô la thôi.
mỗi một năm ấy, nước Việt Nam chúng ta bán đi đến vài chục tấn. Mà lúc đó thì chúng ta không biết làm cái gì cả. Tôi tưởng người ta làm trang sức vậy ạ. Cái trang sức là ví dụ như nó phải trong cơ. Đây này, ví dụ như trong cục này nhé. Cái đoạn này này, trong này này. Chứ không phải là cả cái chỗ này làm được nữ trang, mà chỉ có đoạn trong này thôi này. Đây là cục gì đấy ạ? Đây là cục này là cục tourmaline. Tôi thấy nó chả có gì hấp dẫn cả. Đúng rồi. Vâng. À, nếu bình thường ấy thì chị nhìn vào những cái cục như này chị còn nói là không quý nữa. Đây. Đây chỉ là một hòn đá thôi. Đây là hòn đá như đá kỳ. Vâng. Đây là đá ruby đây. Ruby. Đây là đá ruby đấy. Tôi tưởng ruby phải đẹp, phải trong, phải. À, cái đá ruby ấy, thì là cái cấu tạo của nó. Có lẽ là từ hàng triệu năm nay ruby như thế này gọi là ruby. Có nghĩa là có màu đỏ này, độ cứng chín này. Và thành phần lý hóa của nó ấy, nó là oxy chrome, cho nên nó mới có màu đỏ. Mà cái cục này dùng để làm gì? Cái cục này trông như thế này. Thế khi mà tôi cắt ra trong này mà nó có độ trong, mà màu nó đỏ hơn, thì viên này ấy, ở trong này sẽ có một viên để dùng làm trang sức. Có phải viên ở dưới này không ạ? Đây, ví dụ như viên này. Vâng. Đấy. Nó có lõi của viên này à? Cũng có thể. Vì vậy cái nghề của chúng tôi là cái nghề rất là mạo hiểm. Cái viên này ví dụ chúng tôi mua là 100 triệu thì có thể trong này nó có một cái lõi. Ví dụ như là đây là viên này, chúng tôi mua viên này là 24.000 đô, hiện nay nó khoảng 400 triệu. Tức là anh có thể nếu có viên này thì anh được lãi 300 triệu. À, đúng rồi, thì tôi phải lãi được 300 triệu. Mà không có viên này thì viên này chỉ để làm tượng, mà tạc tượng ra ấy, thì viên này chỉ bán được vài triệu, 5-10 triệu thôi. Hoặc là làm đá kỳ lưng. Kỳ lưng cái này à? Kỳ lưng cái này thì nó không ra ghép. Vâng. Đấy, cái này nó là như vậy. Anh lại còn bảo là anh xẻ ra, thế nhưng anh xẻ đôi, xẻ đúng vào cái viên, vào đúng cái viên quý ở trong. Cái này nó về nghề rồi. Mà muốn có được như ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi đã phải trả giá rất là đắt rồi. Nhưng từ viên này thì chúng tôi lại lọc ra được những cái viên trong như thế này, để thành những cái đồ trang sức cho các chị em đấy. Tôi nghĩ rằng ông Đào Trọng Cường có thể hé mở chúng ta rất là nhiều bí mật từ câu chuyện thú vị về các loại đá. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi chương trình Người Đương Thời. À. Chúng ta đang trở lại chương trình Người Đương Thời và cuộc trò chuyện ngày hôm nay có thể nói là với một ông vua đá quý của Việt Nam chăng? Ông Đào Trọng Cường, một người đã làm ra rất nhiều những bức tranh để tặng cho các vị nguyên thủ đấy dự APEC 2006 Việt Nam. Anh đã học những cái gì về ngành đá quý này? À, tôi phải đi sang Mỹ, tôi đi sang Pháp, sang Thái Lan. Trước hết là mình học của bạn, các bạn hàng. Sau đó thì mình phải mua sách và mình dịch mình học. Trở lại câu chuyện về đá quý. Vâng, như vậy tôi được nghe nói là kim cương là đá quý nhất. Quý nhất thì người ta có thể nói là kim cương đỏ. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa ai nhìn thấy kim cương đỏ cả, mà thực chất là đá ruby. Đá quý vì sao quý ạ? Thật ra mà nói câu hỏi này chính tôi cũng đi hỏi. Vâng, tôi thì tôi và... cũng chả thấy nó quý lắm. Thấy bình thường. Tôi cũng thấy như vậy. Ai quý thì quý chứ. Nếu mà chúng ta không đeo trang sức hoặc là không quan tâm thì nó cũng chả có gì quý. Vâng, nó cũng y như thế này. Tôi đến nhà người bạn, thế bạn tôi bảo hôm nay tôi quý bạn lắm. Lâu lắm bạn mới qua, thì tôi khoe với bạn một cái bình ấm trà, một cái bình trà mà mà có cách đây 1200 năm rồi. Cái bình này nó thiền lắm, giả tôi cái bình trà 1000 lạng vàng rồi đấy. Tôi bảo cái bình này cho ta trả lấy. Thì trong đấy thì chúng ta nghĩ rằng ấy, một là nó là hiếm. Cái thứ hai nữa ấy, thì quả thật hiện nếu mà nói về khoa học thì nó là vật chất bền vững nhất trong các vật chất hiện hữu trên hành tinh. Các quốc gia trên thế giới mà có mỏ đá quý là đếm trên đầu ngón tay. Và có được những viên đá quý như thế này thì con người mà đi đào đãi chẳng hạn phải mất rất nhiều mồ hôi và công sức mới có thể đào được một viên trong như thế này. Cái thứ hai nếu mà bây giờ ấy mà viên này để ở ngoài thiên nhiên hoặc chúng ta để như những các vật khác ấy thì viên này nó tồn tại là vĩnh viễn. Và cái thứ ba nữa ấy, tôi được biết ấy, là trong cái công nghiệp vũ trụ và vũ khí và máy bay ấy, thì có dùng đến đá quý. Vâng, được rồi, nhưng mà chúng ta không phải là người sản xuất máy bay, chúng ta chẳng bay lên vũ trụ, chúng ta cũng chẳng cần phải phá hủy một cái gì đến mức phải nhét nó vào một nhiệt độ 1800 độ để làm gì, mà chúng ta cũng không có cái lò đó, và chúng ta cũng không sống mãi để có thể trường tồn cùng với hòn đá, chúng ta cũng sẽ chết sau 100 năm sống trên trái đất. Vậy thì chúng ta cần đá quý để làm gì ạ? Ở bên cạnh đó, nãy tôi chưa nói hết, nó còn một yếu tố nữa, nó đó là một là yếu tố về sức khỏe. Tôi chưa thấy có được thuyết phục. À, chúng ta thấy trong các bộ phim Trung Quốc đó mà. Đấy thì tất cả các vua chúa rồi tất cả các cung thần mỹ nữ là đeo những các cái chuỗi ngọc. Đứng về mặt mà chúng ta nhìn thấy ấy, nó cứ lăn đi lăn lại trong quá trình cử động hàng ngày. Thì ở cổ chúng ta là có múi thần kinh rất là quan trọng. Nó cứ lăn đi lăn lại thì gần như nó làm cho cái múi thần kinh này
là nó năng động hẳn lên, nó không bị nằm một chỗ, cũng như chúng ta tập thể dục hàng ngày. Cái vấn đề thứ hai nữa ấy, mà cái đến ngày hôm nay là cũng rất là nhiều sách vở ghi chép lại là những người nào, ví dụ tôi với chị ngồi ở đây mà tự nhiên có một cơn gió độc, mà tôi có ngọc là tôi không bị cảm, mà chị không có ngọc là chị bị cảm gió. Vâng, may quá trường quay đóng kín. Bởi vì anh đang có ngọc, tôi không có ngọc. Đấy, chúng ta cứ làm ví dụ như vậy. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta còn ghi chép được rất nhiều những các cái tài liệu nói về có một người sở hữu viên ngọc này thì mang lại may mắn, mà có người sở hữu viên ngọc đó thì lại mang lại tai họa. Thì cho đến ngày hôm nay, một là cái câu hỏi mà chị Đoan hỏi rất thú vị: tại sao đá quý lại đắt, tại sao đá quý lại quý? Thực ra mà nói, tôi là người hiện nay đang kinh doanh chuyên ngành về nghề đá quý này, thì tôi cũng chỉ trả lời được ở một cái sự hiểu biết của con người. Anh hãy kể chúng tôi nghe, anh đã có được viên đá quý đầu tiên trong đời anh như thế nào? Lúc đó tôi có được, tôi nhớ như in tôi có được đúng 5 viên. Nó bé bằng đúng như thế này. Do tôi xin của một người đào vàng ở trên Mỏ Lục Yên. Nó nằm ở trên vùng Yên Bái. 5 viên này 5 viên đầu, có nghĩa rằng đầu tiên trong cuộc đời mà tôi biết về đá quý. Đó. Lúc ý thì sao anh lại biết đây là đá quý? Tôi không biết đá quý. Tôi chỉ thấy là đỏ thôi. Thế anh định mang về để làm gì? Tôi mang về để tôi hỏi, bởi vì thế này. Tôi thấy nó đẹp, trước hết tôi thấy nó đẹp hả? Và tôi là cái người mà rất hiếu kỳ. Tại sao ông đào vàng lại cho anh? Người ta đào, người ta cho vào một cái túi lông ấy chị. Người ta thấy đẹp thôi. Bởi vì từ trước giờ chưa có đá này. Mà tôi mang về tôi hỏi thì thực ra các cán bộ địa chất chỉ biết là ruby thôi. Thế thì may mắn ấy, trong nhà tôi ấy, thì có mấy cái cuốn tạp chí của Pháp. Thì tôi lục tìm ra thì có đề là ruby, sapphire, kim cương. Thì tôi mới nghĩ rằng đây là đá quý. Nhưng hỏi giá bao nhiêu không ai biết cả. Thì sau đó ấy, thì rất là may. Thì cũng rất là nhanh thôi. Một mấy tháng sau ấy, thì các thương gia Thái Lan lập tức họ sang ngay. Sau đó thì người ta về hỏi. Và cũng có một số người bán rồi. Thì ví dụ như là tôi cứ cho rằng cái đĩa này ấy, nó là một đĩa ruby đá trong đi, chứ nó không đục như này. Thì hồi đó bán cái đĩa này chắc chỉ được khoảng cái đĩa này này, thì tôi nghĩ là bán được khoảng được vài trăm ngàn thôi. Nhưng bây giờ ấy, cái đĩa này bán chắc phải có khoảng được vài chục ngàn đô. Tức là gấp cả ngàn lần. Gấp cả ngàn lần chị. Vì sao lại có sự khác biệt như thế ạ? Đó là thiếu hiểu biết, đó là thiếu thông tin, đó là thiếu kiến thức. Và Việt Nam là một trong bao nhiêu nước thế giới có mỏ đá quý? À, chúng ta có thể thấy rằng, có thể đến đầu ngón tay rồi. Là những nước ấy là đang có mỏ đá quý. Nhưng có mỏ đá quý đẹp như Việt Nam này ấy, thì trên thế giới này có hai nước. Đó là Miến Điện và Việt Nam. Đẹp nhất trên toàn thế giới. Thế ạ. Và chúng ta đang sống như một mỏ đá quý mà chúng ta không ý thức, không biết, không hiểu hết được cái sự quý của nó. Và vẫn nghèo. Và có một cái điều rất lạ. Điều này thì tôi rất là băn khoăn. Và thực ra mà nói thì ngày hôm nay cũng chưa có lời nào, chưa có lời giải đáp nào mà có tính thuyết phục. Chúng ta có thể thấy rằng, có thể đến đầu ngón tay rồi. Là những nước ấy là đang có mỏ đá quý. Nhưng có mỏ đá quý đẹp như Việt Nam này ấy, thì trên thế giới này có hai nước. Đó là Miến Điện và Việt Nam. Đẹp nhất trên toàn thế giới. Thế ạ. Và chúng ta đang sống như một mỏ đá quý mà chúng ta không ý thức, không biết, không hiểu hết được cái sự quý của nó. Và vẫn nghèo. Và có một cái điều rất lạ. Điều này thì tôi rất là băn khoăn. Và thực ra mà nói thì ngày hôm nay cũng chưa có lời nào, chưa có lời giải đáp nào mà có tính thuyết phục. Hiện nay cái đá quý Việt Nam là đẹp, có thể nói đứng nhất thế giới. Cái nơi nào ấy mà có nhiều đá này nhất? Một là Lục Yên, Yên Bái, Yên Bình, phải không ạ? Văn Chấn, Văn Yên, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghệ An, Đắk Nông, Đắk Lắk. Chị có đồng ý với lại tôi là nghe thế là thấy kêu đói không ạ? Mà ngược lại thì người ta đang ăn, ở, đi, sống cả một cuộc đời trên những mỏ đá quý đến như vậy. Việt Nam có bao nhiêu người làm nghề đá quý? Thưa với chị rằng Việt Nam hiện nay tôi đếm chắc chỉ có khoảng 5 người. Tại sao tôi nói nó có 5 người? Cái nghề đá quý trước hết là rủi ro. Cái thứ hai nữa, cái cơ chế và một số luật khoáng sản quy định về khai thác khoáng sản. Bởi vậy nó có rất nhiều rào cản, rất nhiều khó khăn để cho những doanh nghiệp làm chuyên ngành đá quý này có cơ hội để khai thác, để kinh doanh và để phát triển ngành này. Anh vừa nói năm đấy là 5 doanh nghiệp đúng không ạ, chứ không phải là 5 người? Tôi nghĩ rằng cả doanh nghiệp cả người chắc được 5.
Vâng, chúng ta vừa tản bạn về những câu chuyện về đá quý ở Việt Nam cũng như là nghề đá quý. Thế nhưng mà ông Cường thì đã bước vào nghề như thế nào và thành công ra sao? Vì sao lại thành công? Ông đã trải qua những bước đường như thế nào? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình Người Đương Thời. Sân tranh của công ty Thần Châu Ngọc Việt nằm khiêm tốn trong căn nhà của ông Đào Trọng Cường ở con phố Nguyễn Công Trứ. Những nghệ nhân và họa sĩ ở đây đang miệt mài viết lên bản hòa tấu bằng âm thanh và màu sắc của đá quý. Lựa chọn, phân loại, sắp xếp, tạo nên những góc độ sáng tối của các loại màu sắc khác nhau giữa muôn vàn loại đá để ghép chúng lại thành những bức tranh, bức chân dung đủ loại. Tất cả đều say mê tìm mẩn và thả hồn mình vào với đá để tìm ra cái thần sắc và hồn của mỗi bức tranh. Những công việc trông tưởng chừng đơn giản nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Thấm trong mỗi bức tranh là những nhọc nhằn của biết bao người đi kiếm tìm đá, của những người đang mải miết cẩn đá lên tranh. Anh nói là không phải là dễ dàng mà thành công với đá quý, vì thế có rất ít người có thể làm được đá quý. Anh có thể kể rõ hơn được không? Tôi vẫn nghĩ rằng ấy, làm nghề đá quý này cho đến ngày hôm nay nó vẫn là may mắn nhiều. Và trong đó thì không những may mắn mà tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này mỗi một người thành công ở một cái nghề mà trụ lại được thì gần như nó có một sự xếp đặt của tạo hóa. Đó là định mệnh. Bởi vì tôi làm rất nhiều nghề rồi. Anh đã làm những nghề gì? Đầu tiên ấy, thì tôi là một anh công nhân cơ khí của nhà máy Chỉ Khâu Hà Nội. Tôi sửa chữa nồi hơi. Sửa chữa nồi hơi đó. Vâng. Một công việc chẳng liên quan đến đá quý đâu. Chẳng liên quan gì cả. Vâng. Sau đó thì nhà máy hết việc. Và tôi đi làm nhựa thuê. Rồi cũng xách đồ nghề đi theo bạn chữa tivi. Thế rồi cũng không nuôi nổi mình. Cuối cùng thì đi ép lốp xe đạp. Rồi nấu xà phòng. Rồi sửa chữa xe máy. Đó, rồi là sửa chữa ô tô. Đấy. Tôi kinh qua rất là nhiều nghề. Và bất cứ nghề nào ấy thì quả thực là tôi cũng cố gắng làm hết sức mình cho thật tốt, cho thật trọn vẹn cái công việc mình được giao. Thế nhưng cũng không thành công. Vì sao anh không thành công trong những cái nghề đó? Tôi nói ví dụ này, là cái cơ sở tôi làm lốp chẳng hạn thì làm được khoảng độ vài tháng thì họ hết việc. Đấy, họ bán một sản phẩm nữa thì họ lại phải thải dân công nhân đi, thì tôi lại phải ra đi. Những cái năm mà năm 79, 80, 81, 82 thì thực ra mà nói thì lúc đó nó chỉ có các cơ quan nhà nước, nó không có công ty, nó không có những các cái xí nghiệp của tư nhân như bây giờ. Chúng tôi ví là chúng tôi như con gà rừng ấy. Đó, chúng tôi không kiếm ăn một ngày cũng kiếm được vài con sâu thì chắc chết đói. Thế xong rồi anh cứ đi lang thang làm hết những nghề khác. Vâng. Có nhiều khi thì cũng có thể là do như là cái lý do như tôi nói là hết việc. Nhưng cũng có những lý do mà tôi cảm thấy mình tự ái, người bị xúc phạm. Vì sao? Một lần tôi đi làm thuê, tôi nấu thuê xà phòng cho bà chủ đấy. Bà chủ nhận tôi làm con nuôi. Cái đau đớn thứ nhất ý là khi mà ông nội tôi mất. Tôi lên tôi vay tiền, bà ta không cho vay. Thì mình cũng chịu thôi. Anh vay tiền để về? Để lấy tiền mua vé tàu về để làm tang ông nội. Tôi thường nghèo lắm. Ngày xưa chúng ta, vợ chồng tôi rất là nghèo. Thế rồi một cái kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ tôi quên ấy. Trong một bữa ăn cơm, buổi trưa đấy, sau khi mà các thợ, tôi cũng là thợ mà, làm thuê thôi. Thì ăn cơm trưa thì gồm có khoảng hơn chục người. Thế thì cái mâm cơm thì mọi người biết rồi. Thì mỗi một chỗ một đĩa, cái này đĩa rau, rồi đĩa cá, rồi đĩa thịt, rồi đĩa đậu phụ chẳng hạn. Thì cái đĩa rau nó nằm phía bên kia. Thì có một người lại gặp chuẩn bị gắp đĩa thịt. Thì tôi lại gắp nhanh cái đĩa rau lên, cái đũa rau lên. Thì chị Loan biết rồi là cái rau muống nó dính, nó hay nhằng vào với nhau. Phải không ạ? Thì quả thật là đĩa rau muống gần hết. Thì tôi gắp vội lên để cho người khác gắp. Và khi tôi đưa cái miếng rau vào miệng ấy, thì cái người nhận tôi là mẹ nuôi và là bà chủ ấy nói rằng ấy, Cường ơi, mày ăn cái miếng rau muống thế kia mà nuốt được à?
thì chị thấy là ngay bây giờ có lẽ tôi cười cũng vẫn còn mếu, đúng không ạ? Đấy. Đó. Cuộc đời tôi đã phải trải qua những các cái kỷ niệm nó cay đắng như vậy. Thì tôi hỏi chị Loan làm sao tôi làm nữa? Tôi ngậm cái miếng dao ý và ra khỏi cửa. Và tôi đi không biết đi về đâu nữa. Và mãi đến đêm khuya tôi mới về. Ngày hôm sau anh thôi việc. Không, tôi thôi luôn. Vâng. Chỉ vì một câu nói đó thôi. Vâng, một câu nói đó thôi. Thế anh sẽ mang cái gì về để cho con ăn đây? Tôi rất là may mắn. Tôi có người vợ rất là thủy chung. Và rất là tần tảo. Mặc dù ấy, vợ tôi là con nhà một đại tư sản của đất Hà Nội này. Nhưng khi mà tôi thất cơ lơ vận, vợ tôi đã sẵn sàng đi làm xúc than ở nhà máy rượu giết cười nhà tôi bây giờ đấy. Xong bốc vác. Thế rồi ấy, là tối về ấy, lại cùng với mẹ tôi là bán cái xôi, rồi bán bánh mì ba tê ngay ở cái ngõ của cái nhà của chúng tôi đang ở bây giờ. Và chúng ta có thể lúc này trò chuyện với chị Phạm Thị Thanh, vợ của anh Đào Trọng Cường, đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Xin chào chị ạ. Chị có thể nhớ lại cái hôm mà anh Cường về nhà và nói là anh bỏ việc ở chỗ nấu xà phòng, anh thất nghiệp. Chị có nhớ lúc ấy thì trông anh thế nào và chị đã nói gì với anh hay không? Tôi vẫn rất nhớ cái hình ảnh đấy, bởi vì lúc bấy giờ thì anh Cường đi về đến nhà thì anh Cường rất là buồn mà có phần bực tức trong người nữa. Nhưng tôi cũng không dám hỏi ngay lúc bấy giờ là vì lý do gì. Nhưng sau khi buổi tối anh Cường có nói chuyện với tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách suy nghĩ của chồng tôi. Anh chị không nghĩ là sẽ bây giờ bỏ việc thì sẽ làm gì để tiếp tục sống? Rồi sẽ ra sao? Thực ra lúc bây giờ thì tôi cũng không nghĩ rằng ngay may phải làm cái gì. Nhưng mà đối với tôi thì tôi sẵn sàng làm được những cái điều gì mà có thể làm được. Kể cả lúc bây giờ tôi sẵn sàng đi sang bên nhà máy rượu và đi bốc vác ngay. Để có thể có một cái cuộc sống giản dị thôi. Thế nhưng mà nó có một cái cuộc sống nó đều đặn hàng ngày. Bây giờ trở lại câu chuyện anh đến với cả mỏ đá ở Quỳ Châu nhé. Vâng. Con đường nào dẫn anh tới cái mỏ đá có thể nói là mang tính định mệnh với cuộc đời anh này? Thực ra thì lúc đó là vẫn tín dụng năm 89. Thì vợ chồng tôi cũng ở trong một cái dòng xoáy của cơn lốc đó. Và bán cái nhà mặt tiền thuê. Và ra khỏi nhà đó có đúng một, hai chú con nào. Mà trong khi đó thì chị Loan có thể biết được rằng năm 84, 85 tôi đã làm một ông chủ của một gara ô tô rồi. Và lúc đó ấy, thì tôi phải bán hết tất cả. Kể cả tôi phải bán từ cái quạt, kể cả cái đầu máy video mà con tôi đang xem. Cũng phải bán để lấy tiền trả nợ. Và lại quay về cái căn nhà 16 mét vuông của người mẹ già của tôi bây giờ. Để nương náu vào một cái chõ xôi đấy. Vì thế cho nên tôi lại phải lên đường. Lúc đó ấy, thì tôi đi tìm gỗ pơ mu này, gỗ hoàng đàn này. Để về làm tượng ấy mà. Thì thế lao sao là ở cái miền giáp giới Thanh Hóa Nghệ An có mỏ đá thì tôi lại mò vào đấy. Và trong lúc đi ra, lúc đó tôi làm thì có tiền đâu mà tôi mua được, thì bị gãy chân. Người cái những gặp những cái năm mà nó đã cơ cực thì nó cực nhiều đường. Cái Tết năm 90 tháng 91 là tôi chỉ có đủ có 25.000 ở trong túi để mua một cây quất, bởi vì tôi có một cái thú chơi quất mà. Và thế là hết. Mùng 6 Tết năm 1991, tôi đưa mẹ tôi ra bến xe Kim Liên để về Thanh Hóa, quê mẹ tôi Thanh Hóa. Thì tôi có khẩn khoản nói là một lúc sau nó mới dám nói với mẹ cho con vay 2 chỉ. Thì mẹ tôi thì chị Loan có biết là các cụ nhà mình hay có hầu bao mà dở 5 lần 7 lượt ra mới rút ra được cái nhẫn 2 chỉ. Rút tượng ạ? Vâng. Mà tôi biết rằng 2 chỉ này ấy, là mẹ tôi phải dành dụng rất lâu mới có được 2 chỉ vàng. Bán bao nhiêu là bắt sổi? Tôi nghĩ là nhiều lắm. Và tôi bán cho cái người bạn của tôi cửa hàng vàng. Mà tôi có nói rằng bây giờ ấy thì bạn cho mình vay thêm 550.000 nữa cho đủ 1 triệu. Thì bạn tôi có nói rằng ấy, xin lỗi các bạn, tôi cho ông vay ấy, ông lấy gì ra mà giả? À,
xong rồi cười rùa với mình đấy, và tôi quay ra không nói gì nữa. Và anh mang 450.000 đồng đi đâu? Đi vào trong Quỳ Châu để đi mua đá quý. Và thế là những sự may mắn bắt đầu từ đó. Đấy là sự may mắn bắt đầu là từ đấy. Và cho đến, nói đúng là cái vốn của thần Trông Ngọc Việt ngày hôm nay, thủa sơ khai là 2 chỉ vàng của người mẹ già của tôi. Vì thế mà càng nhiều những các thất bại, càng nhiều những các cái cay đắng, tôi lại càng cảm thấy rằng ấy, mình cần phải quyết tâm hơn. Ông đang là một người có thể nói là mua đi bán lại những cái viên đá quý bình thường. Thì cái điều gì đã bỗng nhiên đã cho ông cái ý tưởng có thể nói là như một sự lóe sáng về việc làm tranh đá quý? 93, 94, 95, cái thời kỳ đó ấy, thì những cái đá mà tôi vừa đây, những cái đá tôi cầm trên tay đây. Vâng. Xin thưa quý vị, là những cái loại đá này là các thương gia Thái Lan mua ấy, có 5 đến 120 tấn. Viên đá có vài đô la rồi à? Các bạn này đây này. Thì tôi có hỏi các thương gia là các ông các bà mua làm gì, thì các vị nói mua làm tượng. Nói gọn lỏn thế thôi. Thì tôi rất băn khoăn. Cái này có cả một ít ruby đúng không ạ? Tôi thấy hồng hồng. Vâng. Thế thì nhân cái năm 95 tôi sang dự ở chợ Thái Lan ấy, thì hóa ra người ta dùng những tất cả những cái đá này để làm tranh. Đây những cái đá này. Vậy có nghĩa là không phải là một ý tưởng của ông, mà là một ý tưởng mà ông có thể là, có thể nói là đã sao chép lại của những người Thái Lan. À, trên tất cả thế giới này thì chúng ta đang đều học người xưa. Cho nên ý, chúng ta ấy, học và chúng ta làm như thế nào thôi. Và chúng ta ra sản phẩm như thế nào. Cái sản phẩm của Thái Lan ấy thì có sự can thiệp của màu nhân tạo. Ông bôi thêm màu nhé. Để cho bức tranh thêm sinh động. Nhưng tranh của thần Trông Ngọc Việt và của Việt Nam chúng ta hiện nay ấy, thì của chúng tôi thì hoàn toàn là màu của đá quý. Đã bao giờ anh tính thử là nếu như một viên đá bình thường kia, nếu để riêng và một viên đá nằm trong cái bức tranh thì giá trị của nó khác nhau bao nhiêu lần không? À, khác nhau rất là xa. Nếu nói về mặt hội họa mà nói thì nó khác. Còn đứng ở mặt thủ công mỹ nghệ thì tôi cho rằng cũng không cao nhiều. Có bao giờ các công nhân than thở với anh rằng là lương chúng tôi thì quá thấp so với tiền tranh mà ông bán được không? Tôi nghĩ rằng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Tôi thì tôi có quan điểm thế này. Tôi muốn tạo cho tất cả anh chị em trong công ty Thần Trông Ngọc Việt là một cái niềm tin. Và anh chị em hãy tin rằng có một ngày anh chị em hãy tin vào chính mình, phải làm được những cái gì đạt được đỉnh cao của trong nghề hội họa. Nghề hội họa. Hoặc nếu làm thủ công mỹ nghệ cũng phải đạt đến đỉnh cao của thủ công mỹ nghệ. Bởi vì cái ưu tư của tôi và cái mong muốn của tôi ấy, là Việt Nam chúng ta phải có được một cái ngành cần ngọc liên tranh. Tôi bỗng nhiên lại nghĩ một cái chuyện là nếu như một ngày đẹp trời nước ta cũng giống như Thái Lan mà hết sạch, không còn tí đá quý nào, khai thác hết và bán đi hết thì sao? Hồng Kông ấy không có một tí mỏ đá quý nào. Diện tích Hồng Kông ấy chỉ bằng có một nửa thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Và đầu tư của Hồng Kông năm 2005 ấy là 27 tỷ đô la. Không có một tí khoáng sản nào. Ở đây ấy không phải là đất nước phát triển vì khoáng sản, mà đất nước khoáng sản ấy phát triển vì cái này. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng cái đá quý như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sử dụng cái dầu thô như thế nào? Chúng ta bán thóc như thế nào, bán cà phê như thế nào, chứ đừng bán thô như thế này. Đấy mới là câu hỏi. Ngày hôm nay không phải bán thô những cái viên đá quý như thế này mà đã làm thành những cái sản phẩm là những bức tranh, phải không ạ? Điều này mới là điều trăn trở của chúng ta. Tôi nghĩ rằng ý, trước mắt là cái nghề cần ngọc liên tranh, rồi rất nhiều sản phẩm, ví dụ những cái khuy áo, ví dụ như tất cả những đôi giày, những các túi sách của chị em phụ nữ, và rất nhiều những cái vật dụng khác trong cuộc sống. Chị nhá, thì ở đây ý, chúng ta không được khai thác, rất nhiều rào cản. Người đang sợ rằng là sẽ khai thác rồi bán đi mất tài nguyên của đất nước. Đây tôi cho là một ý nghĩ chưa đúng, mà nhất là với cái thời kỳ đất nước chúng ta đã là hội nhập. Vâng, và giấc mơ của anh trong cái ngành đá quý Việt Nam là gì ạ? Một là nâng cao được kinh tế của cái nguyên liệu này. Hai là tạo được công ăn việc làm cho đất nước chúng ta. Ba nữa là tạo được thu nhập cho chính phủ. Và bốn nữa là ổn định cuộc sống cho lao động. Đây là điều tôi vô cùng mong ước. Mà tôi nghĩ rằng tôi cũng hết sức cố gắng.
bởi lẽ là chúng ta cũng đang mới hội nhập thì đang có rất nhiều điều nan giải. Trở lại câu chuyện làm tranh APEC, có người nói rằng là anh đúng là tốn rất là nhiều tiền. Vâng. Nhưng mà cũng có người lại bảo rằng là anh đã lãi to. Ngày hôm nay tôi được ngồi ở đây, ngày hôm nay con cháu chúng ta được ngồi được hưởng một đất nước độc lập tự do như thế này. Vâng. Cha anh ta khi ngã xuống có tính rằng ấy máu phải đổ và có phải hy sinh không? Thì ngày hôm nay tôi làm điều này, tôi không tính đến hơn thiệt. Có người sẽ nói rằng nếu yêu đất nước thì anh sẽ tặng cho họ những phong cảnh ba miền để quảng bá du lịch đất nước. Vâng. Và cái tại sao lại là tranh của các vị nguyên thủ? Nếu ai đó hoặc nhà nước đặt tôi sẽ làm ngay. Còn là tôi thì tôi nghĩ theo cách của tôi. Tôi yêu nước theo cách của tôi. Tất cả những viên ngọc của cái lòng đất mẹ Việt Nam này sinh ra, tôi cần nạm thành những chân dung của các vị nguyên thủ sang chúng ta họp lần này. Tôi gửi cái thông điệp của tôi, của các anh em trong Thần Châu Ngọc Việt. Cái thông điệp đó là tôi mong muốn tất cả những nguyên thủ trong khối APEC là những viên ngọc để mang ánh sáng hạnh phúc trường tồn, sự thịnh vượng trường tồn cho dân tộc của họ và các dân tộc trên thế giới. Anh là một nhà kinh doanh biết làm nghệ thuật hay là một nghệ nhân biết kinh doanh? Tôi nghĩ rằng ấy, nó phải được một sự kết hợp rất hài hòa. Nhất là một doanh nhân ngày hôm nay mà không có kiến thức chuyên môn và không có tri thức thì cái điều này rất khó thành công. Đó, trong đó ấy, kể cả thi ca hoặc hội họa, có người bảo tại sao ấy tôi lại không đi theo con đường âm nhạc lại bây giờ lại làm tranh. Thì tranh cũng chính là thơ, âm nhạc cũng chính là hội họa, cũng là một cái nghệ thuật. Vâng. Bây giờ mỗi một người mà muốn thành công thì đều cuộc đời phải trải qua sự bầm dập như là anh đã từng trải qua. Không. Mỗi một thời kỳ của một đất nước, cái diễn biến lịch sử và cái diễn biến xã hội về kể cả kinh tế lẫn chính trị nó đều khác nhau. Ví dụ như là các cháu, các con tôi thì đâu nó có bầm dập như tôi, và con các bạn cũng vậy. Các cháu đang hưởng được cái môi trường ấy phải nói là tương đối tốt so với chúng ta, chứ không phải cần phải bầm dập, không cần phải lên xuống, không cần phải thất bại cay đắng. Trong cuộc đời thì anh có ân hận nhất điều gì anh đã chưa làm được? Nếu tôi sẽ rất ân hận khi tôi chưa trả được cái ân tình cho một người nào đó nhá mà đã ân tình đối với tôi. Thế còn anh ân hận vì đã làm điều gì? Tôi nghĩ rằng thì chắc chắn là không. Nếu được bước lại vào cuộc đời một lần nữa thì anh sẽ có bước lại như anh đã từng bước không? Cũng không muốn, có muốn cũng không trở lại được. Từ hồi từ bé tôi đã nghe xong tôi đọc một câu: nếu anh bắn vào quá khứ của anh bằng một viên đạn súng lục thì tương lai của anh sẽ được nhận một viên đại bác. Và đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ. Bởi vậy thì tôi phải lục lại xem là mình có đúng như vậy không. Quả thật là tôi thấy rằng là có nhiều chuyện buồn nhưng không ân hận. Cái lúc mà anh thất bại thì cái điều gì làm cho anh không buông xuôi tất cả mà anh tiếp tục? Niềm tin. Tin vào cái gì ạ? Tin vào chính mình. Tin vào. Nhưng mà mình chẳng có gì để tin cả, bởi vì mình lúc ấy trắng tay. Tôi tin tôi sẽ làm được. Vì sao tôi lại tin? Tôi tin tôi là một con người. Tôi sẽ làm được. Cái điều gì mang lại cho anh niềm tin đó? Một cái điều lớn nhất là gì? Tôi là một người đàn ông thực thụ. Thì tôi không được phép để cho mẹ tôi phải vất vả, vợ tôi phải khổ sở, con tôi phải đói rách. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được việc này. Và tôi đã làm được. Tôi trở lại câu chuyện về 19 bức chân dung. Tôi hôm nay xin được phép bày tỏ bộc bạch, tôi làm mà chưa được sự đồng ý của ai cả. Thế nếu người ta từ chối thì... Đấy. Thì sao? Đấy. Ở cuộc đời này còn có một niềm tin nữa. Mà điều này chúng ta rất khó lý giải. Nhưng mà tôi cũng nghĩ... Rất khó lý giải. Tôi cũng nghĩ là chẳng có lý do gì để người ta lại từ chối những cái bức chân dung đẹp như vậy. Nếu không đạt thì sao? Đúng không ạ? Nếu tôi và các nghệ nhân của tôi không làm không đạt thì sao? Phải không ạ? Đấy. Nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt. Thật sự là như vậy. Mãi đến ngày 18 tháng 10 năm 2006 mới có công văn của chính phủ đồng ý tiếp nhận. Cách đây cũng không lâu lắm. Vâng. Nếu mà những bức chân dung của anh mà không được nhận để làm quà tặng thì có nghĩa là gì? Một là tôi để làm cái kỷ niệm của một cái sự kiện lớn nhất của đất nước chúng mình.
Mà hai nữa ấy, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ liên hệ các đại sứ quán để đích thân tôi đi tôi tặng để bày tỏ một cái tấm lòng của người dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng ấy, chắc không ai từ chối. Người ta có thể từ chối một chỉ vàng, người ta từ chối một cái bánh gato, nhưng để tôi chưa ra từ chối một tấm lòng cả. Vì thế tôi tin rằng ấy, những điều tôi và công ty anh em trong Thần Trương Ngọc Việt làm sẽ được nhà nước nhìn thấy, hiểu được và chấp nhận. Vâng. Chúng ta đã cùng nhau cố gắng lý giải trong câu chuyện với ông Đào Trọng Cường là cuối cùng thì cái điều gì đã là bí quyết thành công để cho một cái người đã từng trải qua rất nhiều những cái nghề vất vả có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Có thể thấy như ông nói là một cái niềm tin. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ở đây có rất nhiều những cái viên đá rất là xù xì đúng không ạ? Vâng. Và trông thì cũng không có gì là đẹp, thế nhưng mà ở trong lòng nó thì có thể lại có những cái viên ruby rất là quý. Và tôi nghĩ rằng có thể trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một cái phần gì đó, một cái viên đá, một cái viên ngọc. Nghĩa là chúng ta làm thế nào để cho nó có thể tỏa sáng ra. Có thể viên ngọc đấy chính là niềm tin, hoặc là một cái sức mạnh tinh thần gì đó, hoặc là một cái tâm, một cái điều quyết tâm gì đó của chúng ta chăng? Ông nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng là đúng đấy. Điều mà cuối cùng mà tôi xin chúc quý vị các bạn đó chính là tự tin ở chính mình để cho viên ngọc trong mỗi một con người chúng ta sẽ tỏa sáng. Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Đào Trọng Cường và xin một lần nữa chúc ông tiếp tục thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Tạ Vân Đài. Dòng xe tải nhẹ Kia bền bỉ quen thuộc, Thaco đa dạng kinh tế, xe khách kiểu dáng hiện đại tiện ích, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hàn thân xe, nhúng sơn điện ly, chất keo, sơn len cốt, sơn màu đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, lắp ráp bởi đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, quy trình kiểm định nghiêm ngặt, chạy thử trong môi trường khắc nghiệt trước khi xuất xưởng, công năng sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, tự hào với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú được phân phối trên toàn quốc, cam kết bảo hành sản phẩm và cung cấp phụ tùng mọi lúc mọi nơi. Trường Hải ô tô, chất lượng tiên phong, dịch vụ hoàn hảo.